Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiến. Và hôm nay thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu hai sản phẩm đến từ thương hiệu Conox. Đầu tiên đó là sản phẩm chậu rửa bát có mã số KN8750DA. Thì chậu rửa chén này có kích thước là 870x505 x 230mm. Thì đây là một cái chậu rửa chén được thiết kế theo kiểu bán thủ công. Chính vì vậy khi mà chúng ta sử dụng thì sẽ có cái độ sâu rất là phù hợp và sẽ hạn chế được hiện tượng là nước bị văng ra bên ngoài. Một trong những cái điểm nhấn của chậu rửa chén này thì các bạn có thể thấy được cái vòi đây. Cái chậu sẽ trở thành một cái điểm nhấn của cái bộ tủ bếp của chúng ta, rất hiện đại. Và không những vậy thì sẽ khiến cho không gian của chúng ta trở nên ấm cúng và sang trọng hơn. Thì ở đây chậu rửa chén, đây chậu rửa chén là hai học đều, đây các bạn có thể thấy hai học đều và được thiết kế âm. Chính nhờ cái thiết kế âm này thì cũng sẽ giúp cho chị em phụ nữ chúng ta rất dễ dàng cho việc vệ sinh. Ví dụ như chúng ta chỉ cần lau rửa và gạt tất cả những cái bụi bẩn xuống phía dưới này và vệ sinh thôi. Nhờ vậy và cái thiết kế hạ bậc như thế này cũng sẽ khiến cho những cái bụi bẩn không có bị tràn hay là nước không bị tràn ra ngoài khi mà chúng ta sử dụng. Ở đây thì sản phẩm được làm bằng inox 304 và được thiết kế bán thủ công. Chính nhờ vậy thì các bạn có thấy thì các đường nét rất là tinh xảo và sẽ rất là hiện đại hơn. Ở đây thì sẽ là cái thiết kế G để mà chúng ta có thể để lưới này. Lưới này có thể sẽ đựng được thực phẩm. Và cũng như là những cái chén bát khi mà chúng ta vừa rửa xong thì cũng sẽ không sử dụng rổ mà úp trên này để mà đảm bảo là chúng sẽ được khô. Và ở đây thì cũng sẽ được trang bị thêm một thớt gỗ cao cấp. Đây. Khi mà chúng ta sử dụng thớt gỗ thì nhờ cái ray trượt này chúng ta có thể trượt qua trượt lại và thái cắt thực phẩm ở đây và bỏ qua rổ rất dễ dàng và tiện lợi hơn. Đây các bạn có thể thấy thiết kế âm rất hiện đại. Ở đây thì cũng sẽ có những cái đường nét bo tròn được làm bán thủ công. Chính vì vậy khi mà sử dụng thì những cái rong rêu cũng như là bụi bẩn sẽ không có bị bám dính vào đây và rất khó khăn cho việc mà chị em phụ nữ chúng ta vệ sinh. Ở đây thì các bạn có thể thấy chậu rửa này cũng sẽ được trang bị thêm đó là hai bộ xả này có chức năng đó là ngăn mùi chống hôi rất hiệu quả, được làm theo công nghệ của châu Âu. Và một trong những cái ưu điểm của sản phẩm này đó chính là chúng ta có thể ngăn chặn hoàn toàn rác mà khi mà chúng ta nấu nướng và vệ sinh, và sẽ giảm thiểu được cái khả năng đó là sẽ bị dính những cái rác rưới xuống phía dưới và gây nghẹt cống. Thêm vào đó thì bạn có thể thấy ở đây thì cũng sẽ được trang bị thêm cả một lỗ thất tràn rất là hiện đại theo cái phong cách điểm nhấn của châu Âu, khác với những cái khe thất tràn thông thường. Thì hơn nữa thì sản phẩm cũng sẽ được trang bị thêm cả bộ chống ồn rất hiệu quả để mà hạn chế cái hiện tượng là nước nó văng xuống và nghe tiếng ồn rất khó chịu khi mà sử dụng ở đây. Và thêm vào đó thì bạn sẽ không thể nào thiếu đi một chiếc vòi có mã số KN1905. Thì đây là mẫu vòi nóng lạnh và được thiết kế rút dây hiện đại hơn. Và một trong những ưu điểm của vòi Conox đó chính là phần lõi trộn được nhập khẩu từ thương hiệu sedan Tây Ban Nha cũng như là những thương hiệu như là Nepal của Thụy Sĩ, với những phụ kiện như dây rút nè, những cái lõi vòi hay là dây cắp chẳng hạn. Thì vòi cũng sẽ được thiết kế đó là theo kiểu mạ niken và bóng mờ. Thì cái chất bóng mờ này thì sẽ không có bị hiện vân tay và sẽ tiết kiệm được thời gian khi mà chúng ta vệ sinh. Ở đây thì vòi sẽ có hai chế độ nóng lạnh và chúng ta có thể di chuyển ở đây để mà điều khiển theo cái mong muốn của chúng ta. Ở đây thì sẽ có thêm hai cái công tắc để mà chúng ta sử dụng phun hay là sương. Đây, chúng ta có thể điều khiển như thế này. Ở đây thì cũng sẽ thêm một cái nút bấm tạm dừng. Đây, bạn có thể kéo cái dây rút dài xuống tới dưới này để mà rửa những cái ngóc ngách của cái chậu rửa. Và đây các bạn có thể thấy rất là êm. Thêm vào đó thì vòi có thể quay một góc 360 độ hoặc là 180 độ theo như cái ý thích của chúng ta. Đây các bạn có thể thấy. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về bộ đôi sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt.